Em xin chào các bác, thì đây là một cái video mà hướng dẫn một cái bác ấy sử dụng cái main mạch của thương hiệu Smart Car các bác nhé, thương hiệu Smart Car. Thì cái video là hôm nay thì có một cái bác ấy mang cái đầu của thương hiệu là Agnos Sun Car Media. Đây ạ, Agnos này. Cái đầu này thì đời rất là cổ rồi và nó không có cái chức năng là chạy mạng internet và nó chỉ có hát những cái bài hát mà có sẵn ở bên trong ổ cứng thôi. Thì đây là cái main mạch ở bên trong đầu này các bác này. Đây là cái main mạch ở bên trong đầu cũng như là cái phần chặn main ở phía sau. Thì khách hàng mang cái đầu này về bên em để nâng cấp lên cái main Smart Car này các bác nhé. Nâng cấp lên cái main Smart Car này. Thì trong cái quá trình nâng cấp là như nào? Nâng cấp thì em sẽ tháo và vứt bỏ cái main này đi. Các bác thấy cái main này theo đầu thì nhìn cái main nó rất là nhỏ. Main là đời cũ, công nghệ đời cũ thì nó không có cái nhiều tính năng đời mới như bây giờ. Đặc biệt là cái tính năng là hát online và tháo bỏ vứt bỏ cái phần chặn main đi. Thì các bác biết là đây thì sẽ có một thùng những cái main mạch rất nhiều, những cái main mạch mà đầu của những cái đầu khác nhau của khách hàng đã gửi về bên em để nâng cấp lên. Các bác nhìn cái thùng main mạch rất là to và đây là cũng rất là nhiều những cái main mạch nữa này. Và một loạt những cái đầu mà đang chờ nâng cấp đây, rất là nhiều những cái đầu đang chờ nâng cấp này lên. Thì nâng cấp thì em sẽ tháo và vứt bỏ cái main đời cũ đi và thay mà mới vào đó là cái main Smart Car này. Thì tại thời điểm hôm nay là ngày 18 tháng 8 thì ở trên thị trường thì có 3 cái dòng main để chúng ta nâng cấp. Thứ nhất là main của hãng Việt KTV và thứ hai nữa là main của thương hiệu Smart Car, thì nó sẽ có hai model. Thì đây là một cái model đầu tiên của thương hiệu Smart Car. Và với cái thương hiệu Smart Car thì cái nó vượt trội hơn là có nghĩa là nó sẽ lắp được vào tất cả những cái màn hình cảm ứng có mặt ở trên thị trường. Thì khi mà nâng cấp lên cái main Smart Car thì các bác không cần quan tâm là các bác sẽ là đang sử dụng cái màn gì, cái hệ thống gì. Đấy, nhiều bác lại đang hỏi là tôi đang sử dụng cái màn BTE, tôi đang sử dụng cái màn Việt KTV hay là tôi đang sử dụng cái hàng Villa, cái màn hình cảm ứng của Villa thì có nâng cấp lên cái main Smart này không? Thì thưa các bác là cái main Smart là cái ưu điểm lớn nhất là nó sẽ lắp được vào tất cả những cái màn hình cảm ứng có mặt ở trên thị trường. Đấy, còn cái main Việt KTV thì nó chỉ lắp được vào cái thương hiệu Việt KTV thôi. Còn các bác muốn lắp sang cái những cái màn của hãng khác thì các bác phải tham gia vào một chút, vào phần cứng thì nó hơi phức tạp một chút. Và hôm nay thì em đã nâng cấp xong, ở đây là cái đầu của thương hiệu là Agnos các bác nhé. Và model của con này là con SK9108, đầu nó rất là cổ rồi. Đây thì khách hàng đã gửi về bên em thì em đã nâng cấp thay main vào đây. Thì đã tận dụng lại cho bác khách là cái main nguồn ở bên trong này. Đấy, và vỏ đầu và tận dụng là cái ổ cứng. Và cái ổ cứng này thì em đã xóa bỏ toàn bộ những cái dữ liệu cũ đi của thương hiệu là Agnos đi. Và em đã lạp mới vào thương hiệu Smart đây. Và trên cái main Smart này thì nó cũng có đầy đủ tất cả những cái cổng. Ví dụ như là đây cổng HDMI là truyền hình ảnh lên TV là theo chuẩn HDMI. Đường mạng thì các bác có thể là cắm trực tiếp dây mạng ở đây, hoặc là các bác có thể là thu phát tín hiệu Wi-Fi không dây. Còn đây là cái dây giao tiếp với cả màn hình cảm ứng. Còn đây là hình ảnh ra màn hình cảm ứng này. Đường tiếng thì chúng ta có 4 sự lựa chọn đường tiếng. Đường tiếng qua cổng HDMI, đường tiếng đường AV thường theo cái rắc trắng đỏ này, đường tiếng cổng quang là cái đường tiếng hiện đại nhất thế giới bây giờ. Và chúng ta thêm có thêm đường tiếng đường số. Đấy, và cái main này thì nó đi theo cái phần chặn main bằng inox ở phần phía sau đây. Và khi mà lắp vào bất kỳ một cái màn hình cảm ứng nào thì đầu tiên đó là nó sẽ lên cái giao diện như này các bác nhá. Trên cái giao diện như này. Anh để ý đây thì biết luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có 3 cái phần chính. Thứ nhất là cái phần karaoke, cái mục karaoke này là những cái bài hát mà có sẵn ở bên trong ổ cứng. Là các bác chỉ việc cung cấp cái điện nguồn cho cái đầu này là chúng ta có thể là sử dụng cái khu vực bài hát ở khu vực này. Đấy, và còn hai cái khu vực này là những cái bài hát mà online trực tiếp ở trên mạng internet. Đấy, và cái xu hướng của công nghệ bây giờ thì chúng ta cái cần nhất đó là cái chức năng là YouTube này, là chúng ta hát online trực tiếp ở trên mạng. Và các bác lưu ý đặc biệt là YouTube ở trên cái đầu Smart Car thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn với những cái YouTube ở trên những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài khác hoặc là trên TV thông minh. Vì nó có sẽ có cái công tắc ở đây. Khi mà các bác bật cái công tắc ở lên đây thì nó sẽ chạy qua một cái server riêng dành riêng cho hát karaoke ở trên YouTube. Và những cái bài hát ở đây là những cái bài hát mà đã thông qua chọn lọc với chất lượng âm thanh hình ảnh là tốt nhất, và chúng ta chọn bài thì chúng ta chỉ cần gõ tắt chữ cái thôi. Ví dụ em sẽ ấn vào YouTube này và em sẽ chọn một cái bài ví dụ như là Huế tình yêu của tôi ở đây. Đấy, các bác sẽ thấy là em chỉ cần gõ tắt chữ cái đầu tiên của từng từ phát âm thôi và em bấm tìm kiếm. Và các bác để ý em là cái tốc độ tìm kiếm ở trên cái đầu Smart này nó rất là nhanh. Vừa rời tay thì các bác thấy là cái nội dung nó tìm kiếm đã lên đây. Thì do là chúng ta hát online trực tiếp ở trên mạng internet thì các bác biết là YouTube đó là một kho video khổng lồ của toàn thế giới. Thì vào YouTube này các bác chọn cái nội dung video nào cũng có luôn, rất là phong phú và nó đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu. Khi mà các bác chọn một cái bài hát nó sẽ lên rất nhiều những cái sự lựa chọn để chúng ta chọn đúng cái bài hát mà chúng ta hay nghe nhất, hay hát nhất, chúng ta hát hay nhất. Thì đó là cái ưu việt ở trên cái karaoke YouTube, đặc biệt ở trên cái đầu Smart Car. Còn cái chức năng này là cái chức năng mà các bác có thể là nghe những cái bài nhạc chọn lọc ở trên mạng internet, những cái bài DJ lót top và tất cả các thể loại nhạc khác mà nhiều người đánh giá tốt nhất, nhiều người nghe nhất. Đó là cái chức năng nghe nhạc. Còn đây là cái quan trọng nhất, đó là cái YouTube, là cái kho video khổng lồ của toàn thế giới. Và ở đây thì toàn bộ ngôn ngữ tiếng Việt, chúng ta có dừng bài này, qua bài này, hát lại bài đang hát này, tắt mở tiếng. Một số bài có hát của ca sĩ người ta hát thì các bác có thể là tắt mở tiếng để các bác nghe ca nhạc. Còn đây là tăng giảm âm lượng đây.
tăng giảm âm lượng. Và trong cái quá trình hát thì chúng ta có thể là chọn rất là nhiều bài các bác nhé, chọn rất là nhiều bài, có nghĩa là nhiều người hát và nhiều người chọn thì chúng ta có thể là ưu tiên cho cái người mà chọn sau. Ví dụ như cái khách hàng này đến chọn sau đây ạ, chẳng hạn các bác sẽ ấn phần ưu tiên để được người này được hát trước, hoặc là ví dụ như bài này hát xa chọn sai chúng ta xóa bài đi đi. Đấy, thì đó là cái ngôn ngữ bằng tiếng Việt rất dễ sử dụng. Và đặc biệt là các bác có thể là sử dụng ngay điện thoại di động hoặc là máy tính bảng để các bác điều khiển cái hệ thống mà trên cái main smart này. Ở đây thì đây em cũng mượn cái điện thoại của cái bác khách này. Đây thì các bác thấy là đây chúng ta sẽ sử dụng ngay cái điện thoại di động để chúng ta điều khiển cái main smart này. Để ví dụ ở đây nhé các bác nhé. Ở đây thì các bác em đang quay điện thoại thì cầm một tay thì hơi khó một chút. Thì các bác sẽ nhìn hộ em ở trên hệ thống này. Ví dụ ở đây em ấn qua bài nhé. Em bấm qua bài thì các bác thấy là trên hệ thống của chúng ta là qua bài. Hoặc là các bác có thể là chọn bài khác. Và ví dụ đây các bác sẽ gõ chữ cái lên và các bác chọn ấn tìm kiếm. Thì nó sẽ lên những cái nội dung mà các bác chọn đây. Ví dụ là chọn đây. Đây là những cái bài hát mà bên trong của cứng mà các bác muốn hát online thì các bác sẽ ấn vào hình đám mây YouTube đây. Đây là những cái bài hát online và các bác thấy cái tốc độ load rất là nhanh. Các bác lưu ý là điện thoại hiện giờ điện thoại nó đang liên lạc với cả cái main smart này các bác nhé, chứ không phải là điện thoại nó vào mạng, mà cái điện thoại này nó đang liên lạc với cái main smart này và nó điều khiển cho cái main smart này chạy theo cái ý muốn của các bác. Các bác có thể là chọn bài tua, bài lách, bài âm lượng to nhỏ. Và ở đây thì ví dụ như đây chúng ta sẽ có một cái chức năng giải trí. Ở đây ví dụ nhé, các bác có thể là một loạt những cái thao tác là dừng bài để qua bài, hát lại này, tách lời này, âm lượng này. Ở đây chúng ta có thể là tăng giảm cái tông nhạc này. Và đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có cái phần giải trí. Ví dụ như các bác muốn gửi một tin nhắn gì đó, các bác ấn vào đây. Các bác sẽ ấn ví dụ như là bạn hát rất hay. Ví dụ như là bạn đấy, Em ấn ví dụ thôi. Và ấn gửi lên. Thì lập tức ở trên cái màn hình TV thì các bác thấy ở giữa màn hình TV nó có chữ màu vàng kìa. Đấy, thì cái đại loại là các bác muốn mà gửi một cái dòng tin nhắn gì để cho mọi người biết nó hiện lên trên TV thì các bác sẽ dùng điện thoại để gửi trực tiếp lên. Hoặc là các bác cũng có thể dùng điện thoại để chụp ảnh để đưa lên màn hình TV. Các bác sẽ vào phần ảnh này, các bác sẽ vào phần máy ảnh này. Ở đây thì em sẽ chụp một cái hình ảnh ở đây chẳng hạn. Đây, chụp hình ảnh đây chẳng hạn. Đây, em chụp luôn cái đầu này chẳng hạn. Rồi, ok. Rồi em sẽ đưa lên chẳng hạn nhá. Ok này. Đây. Thì các bác sẽ thấy là nó sẽ, đây em sẽ làm lại cho các bác nhìn để ý cho nó dễ hơn này. Hình ảnh này, máy ảnh này, sau đó thì các bác sẽ chụp ảnh ở đây. Chụp ảnh này. Ok này. Và các bác, đấy là gửi ảnh. Còn trong trường hợp mà các bác muốn mà gửi ảnh bằng cách chụp, hoặc là các bác muốn vào bộ sưu tập, thì các bác sẽ vào cái bộ sưu tập. Có nghĩa là các bác có thể là gửi những cái hình ảnh mà có sẵn ở trong điện thoại của các bác. Đây, gửi đưa lên. Thì nó cũng sẽ hiện ở trên TV. Các bác sẽ nhìn thấy ở trên góc TV bên góc phía tay phải, ngoài cùng bên kia tay phải kìa, là cái hình ảnh mà chúng ta vừa chọn ở trong cái dữ liệu điện thoại chúng ta đưa lên. Thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy cái hình ảnh đấy. Thì đây là một cái hệ thống mà công nghệ hiện đại đứng đầu trong cái thời gian này, hiện giờ là đứng trong cái top đầu về trong cái lĩnh vực đầu tiên, đó là hát karaoke chuyên nghiệp. Ngoài ra thì đây nó còn là một hệ thống mà giải trí đa phương tiện. Các bác có thể là xem được rất nhiều những cái dữ liệu bên ngoài. Ví dụ như là các bác có những cái ổ cứng cắm ngoài này, hoặc là có những cái USB. Đấy ạ, các bác có những cái USB hoặc là các bác có những cái dung lượng lớn hơn là những cái ổ cứng cắm ngoài thì các bác sẽ cắm vào cái cổng USB nha. Cắm vào cổng USB sau đầu thì chúng ta ở trên cái main này nó sẽ đọc được phim chiếu rạp này, phim 3D này, đặc biệt là nghe được cả nhạc lossless và đọc phim 3D được. Thì các bác có thể là biến những cái phòng hát của các bác thành những cái phòng chiếu phim 3D, hoặc là các bác có thể là biến những cái phòng hát của các bác thành những cái phòng nghe nhạc chuyên nghiệp, nghe nhạc lossless chuyên nghiệp. Thì những cái bác nào mà chuyên nghiền ngẫu nhạc thì các bác biết là cái nhạc lossless là cái nhạc cao cấp nhất thị trường. Thì ngay ở trên cái main smart này nó sẽ đọc được cả cái nhạc lossless. Đấy, thì có rất nhiều những cái bác mà nghiền ngẫu âm thanh thì các bác đã mua ra, bỏ tiền mua những cái đầu CD giải mã âm thanh. Đấy, hoặc là những cái đầu giải mã số. Nhưng mà bây giờ ngay trên cái main smart này chúng ta sẽ là một hệ thống giải mã số, chúng ta nghe được nhạc lossless và xem được phim 3D. Vừa rồi thì em giới thiệu cho các bác là những cái chức năng mà ở trên cái chọn bài karaoke chuyên nghiệp. Và các bác có thể là xem được cả phim hoặc là xem các truyền hình trực tuyến qua VTV, hoặc là các bác có thể là xem được ca cộng ngay ở trên cái bên này. Đấy, thì trong một cái video này thì em làm rất là nhanh, còn các bác làm muốn mà quan tâm sâu hơn, quan tâm kỹ hơn thì các bác ấn đăng ký kênh và theo dõi những cái video ở bên em. Còn em xin ngừng cái video ở đây. Và thưa các bác là bên em là bên lương âm thanh, lương audio, và bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái model hàng khác nhau. Thì bác nào quan tâm về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683. Xin ngừng cái video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và cái đầu này thì nó sẽ có cái phần lóc máy nữa các bác nhé. Đây, chút nữa thì em sẽ lắp cái lóc máy vào. Đấy, có nghĩa là cái đầu của Agnot sẽ nâng cấp lên cái main đời mới cao cấp nhất. Đấy, thì chúng ta sẽ tận dụng lại là cái vỏ đầu, tận dụng lại cái main nguồn và tận dụng lại cái ổ cứng. Thì cái chi phí mà chúng ta nâng cấp thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm hoàn toàn mới, một cái chi phí là hợp lý nhất các bác nhé. Cảm ơn các bác, xin chào các bác.